Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, một chiếc Hyundai Grand 10 màu đỏ tươi với một cái nước sơn rất là đẹp, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, la răng thì được phay xước, lốp thì được quẹt bóng. Vâng, một chiếc xe phân khúc hạng A hatchback được bán chạy nhất trong phân khúc. Nó có cái lịch sử từ những năm 2014-2015, nguồn gốc xe thời đó là nhập Ấn, còn bây giờ là xe lắp ráp trong nước. Với qua thời gian thay đổi thì i10 luôn là vua phân khúc xe A. Với ưu thế về kích thước dài, rộng và trang bị tiện nghi trên xe, thì hôm nay em xin cập nhật chính sách giá i10 thời điểm cuối năm, thời điểm cận kề hết thuế trước bạ 2023. i10 này thì giá niết của nó là 435 triệu. Thời điểm hiện tại thì Hyundai Bắc Ninh bên em đang bán cho các quý khách hàng rơi khoảng 405-406 triệu, phụ kiện tặng kèm cho quý khách hàng đó là một bộ phim cách nhiệt 3M chính hãng, bảo hành 5 năm, rồi là trải sàn da toàn bộ. Đấy là sàn, đây là sàn nỉ thì sẽ là trải sàn da, bọc vô lăng và ví da. Và khi quý anh chị trả thẳng hay trả góp i10 thì đều được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của i10. Thì quãng đường ngoài đô thị là khoảng 5 lít, trong đô thị là khoảng 7,6 lít và kết hợp thì rơi vào khoảng là 6 lít. Đến phần nội thất của xe thì anh chị có thể thấy i10 được trang bị với tông mạo thất chủ đạo, nó là màu đen, chỉ đỏ và phần trần là phần xám, thì tạo cho chiếc xe cảm giác là xe rất là sạch, có phần cũng tương đối sang trọng và nó thiết kế thể thao bắt mắt. Đó, giá với mức giá bán nó rơi vào khoảng 405-406 triệu thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và mấy các tỉnh lân cận thì nó rơi vào khoảng ngoài 430 một chút, đâu đó là khoảng 433 triệu là lăn bánh được rồi. Trên chiếc vô lăng này thì là vô lăng bọc da 4 chấu tích hợp các cái công nghệ như ga tự động, cruise control, rồi là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, rồi thì điều khiển mở bằng giọng nói, đèn nổ start top, màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 8 inch, tích hợp Bluetooth này, Apple CarPlay, Android Auto, AM và FM. Điều hòa của xe thì là điều hòa chỉnh cơ, và trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì sẽ có tích hợp bản đồ định vị do Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Ghế của xe thì cũng được trang bị, đó là ghế da. i10 thì nổi tiếng rồi với tính năng vận hành ổn định này, cách âm tốt, xe thì chắc chắn, và nội thất bên trong ngồi rất là rộng rãi và cho tầm nhìn quan sát lái cũng rất là tốt. Anh chị có thể thấy em đóng chiếc cánh cửa của i10, đó, cửa rất là chắc chắn, tay nắm cửa thì là mạ chrome sang trọng. Đến phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy là i10 hàng ghế thứ hai thì được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế sau mà ít xe phân khúc hạng A trang bị, có cổng sạc, rồi có độ ngả lưng ghế hàng ghế sau cực kỳ tốt. Hàng ghế sau cũng được trang bị, đó là ghế da, ngồi rất là êm. Và phần đầu xe, phần trần thì cũng được trang bị cao và thoáng, giúp cái không gian trong cái khoang xe này, nhiều khi là em nhìn sang những con dòng xe hạng B sedan thì cái trần của i10 nó còn cao hơn cả cái trần của những cái dòng xe sedan hạng B cơ. Đó. Chị nghe cái tiếng đóng cửa phía sau rất là chắc chắn. Phần đuôi xe thì i10 được trang bị sấy kính và camera lùi kèm theo hai cảm biến hỗ trợ lùi và đỗ xe. Cốp xe của i10 thì cũng rộng rãi tương đối và đủ sâu để có thể để được khoảng 2 cái vali đó, giúp cho anh chị có thể là mình đi chơi hoặc là mình mang theo đồ. Hàng ghế sau của i10 thì có thể là gập phẳng được hai hàng ghế này thì thuận tiện cho việc là anh chị kinh doanh để hàng hay là mình tận dụng cái không gian của xe hai hàng ghế sau để mình chở đồ ạ.
Vâng, với cái ưu điểm của i10, ở bên phần ngoài bộ phận cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị này, rồi hệ thống chống bó cực phanh ABS này, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đó thì đều được trang bị trên một chiếc hatchback, chiếc xe A. Thời điểm này là thời điểm cực kỳ tốt để anh chị có thể sở hữu cho mình một chiếc xe mà vừa được giảm giá từ đại lý, vừa được khuyến mại thuế trước bạ 50%. Thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Những cái màu xe sẵn giao thì em sẽ có sẵn như màu trắng này, màu đỏ này, màu vàng ánh kim, đó, có thể giao cho anh chị. Thì mong anh chị liên hệ để em có thể tư vấn chi tiết hơn. Channel Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.